các bà, các mẹ và toàn thể chị em phụ nữ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Và trong chương trình chào buổi sáng ngày hôm nay thì không thể thiếu được những câu chuyện đặc biệt về những người phụ nữ đặc biệt. Và bên cạnh đó thì còn rất nhiều những nội dung đáng chú ý khác, quý vị đừng bỏ lỡ ạ. Ngay bây giờ thì hãy cùng tôi vào trường quay và bắt đầu chương trình. Ngày hôm nay, nhân ngày 8 tháng 3 thì mời quý vị cùng chào đón ngày mới và tìm hiểu về những người phụ nữ đặc biệt được mệnh danh là bông hồng thép của lực lượng công an trong Việt Nam thức giấc. Còn ngay bây giờ sẽ là phần tin tức đầu ngày mới. Xin mời anh Huy Hoàng. Cảnh sát đặc nhiệm là một lực lượng chủ lực của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, có độ khó cao, những chuyên án nghiêm trọng và nguy hiểm. Lực lượng này được thành lập từ năm 1997 và có hàng trăm cán bộ, đặc biệt trong đó có rất nhiều các chiến sĩ nữ thường xuyên phải luyện tập và ứng chức chiến đấu 24 trên 24 giờ để có thể ngăn chặn, chấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt tội phạm nguy hiểm, và nhân ngày mùng 8 tháng 3 hôm nay thì mời quý vị cùng phóng viên Lan Anh tìm hiểu về quá trình tập luyện của những nữ cảnh sát đặc biệt này. Chào buổi sáng chị Lan Anh là một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đối với nam giới đã khó khăn rồi, đối với phái nữ lại càng khó khăn và vất vả hơn rất nhiều lần. Và trong ngày mùng 8 tháng 3 này, mặc dù là không mặc những bộ váy áo như những người phụ nữ khác, thế nhưng các nữ chiến sĩ của chúng ta thì vẫn luôn vui vẻ và tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và hết lòng vì nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Và chia tay với các nữ cảnh sát đặc nhiệm, tiếp nối chương trình sẽ là những câu chuyện về nông nghiệp nông thôn trong phần bông lúa. Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống hàng trăm năm của đồng bào dân tộc Ba Na sống tại huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định. Đã có thời điểm nghề bị mai một bởi xu hướng thời trang mới với những bộ trang phục hiện đại. Tuy nhiên, nhờ vào tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống, cũng như là nhờ các chính sách khuyến khích phát triển của địa phương. Vì vậy mà hiện nay, nghề dệt thổ cầm truyền thống đang dần được phục hồi. Kết thúc 2 tháng đầu năm thì xuất khẩu gạo chỉ đạt 789.000 tấn, mang về 417 triệu đô la Mỹ, tức là giảm gần 19% về lượng và giảm gần 11% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang tháng 3, xuất khẩu gạo được kỳ vọng là sẽ sớm phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng nhờ các thị trường đang ấm lên, ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay thì Philippines đang đứng đầu các nước về tiêu thụ gạo của Việt Nam chúng ta. Và trung bình mỗi năm thì nước này chỉ có thể sản xuất được khoảng 12,5 triệu tấn gạo, trong khi tổng nhu cầu là vào khoảng 15,5 triệu tấn. Và để bù đắp cho sự thiếu hụt này thì hàng năm Philippines cần nhập khẩu khoảng từ 2,5 cho đến 3,5 triệu tấn gạo. Và đây chính là cơ hội đối với ngành lúa gạo của chúng ta và để hiểu rõ hơn về tiềm năng cũng như là làm thế nào để giữ được thị trường truyền thống này thì chúng tôi đã kết nối với ông Phùng Văn Thành là tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines. Xuất nhập khẩu gạo của các thị trường truyền thống như là Philippines, Trung Quốc hay là châu Phi nhìn chung trong quý 1, quý 2 năm nay sẽ ổn định do các nước đang tăng cường dự trữ lương thực. Và với những thị trường mới khó tính như là châu Âu, Hàn Quốc hay là Australia và một số thị trường khác nữa thì sẽ tiếp tục tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, thì giá cước vận tại biển cao, tình hình xung đột ở một số khu vực trên thế giới cũng sẽ tác động đến giá các mặt hàng lương thực khác. Do vậy mà doanh nghiệp thì cần theo sát thị trường, chủ động trong các hoạt động xúc tiến thương mại của mình. Đến từng lồng bè nuôi trồng thủy sản để thu gom rác thải, nhất là rác thải nhựa. Đó là công việc hàng ngày của một đội tàu tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, một trong những vùng nuôi thủy sản trọng điểm ở Nam Trung Bộ sức ép rác thải nhựa đối với biển cũng như thế mà được giảm bớt. Và điều quan trọng hơn cả là nhiều người nuôi trồng thủy sản thì cũng đã bắt đầu có những thay đổi trong cách ứng xử đối với môi trường biển. Bởi rác thải nhựa, đây được ví như là kẻ giết người thầm lặng bởi rác thải nhựa thì lặng lẽ xâm chiếm từ đất liền đến các khu vực biển đảo, hủy hoại bất kỳ một hệ sinh thái nào và không phải một sớm hay là một chiều có thể giải quyết được vấn nạn rác thải nhựa ở biển. Tuy nhiên thì chúng ta có thể chọn thay đổi hành động ngay từ hôm nay trong mỗi bước chân và trên mỗi hành trình của mình như bà con ở vùng biển Khánh Hòa. Và vừa rồi là phần nội dung của bông lúa sáng nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa với phần tin tức cập nhật. Tiếp tục câu chuyện ngày mới với những nữ cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Là đơn vị đặc nhiệm là tinh nhuệ mũi nhọn của lực lượng công an, cảnh sát đặc nhiệm thì luôn được giao những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn và nguy hiểm. Và đứng trong hàng ngũ của cảnh sát đặc nhiệm thì cũng giống như nam giới, các cô gái đều phải trải qua khóa huấn luyện, chuyến thuật chuyên ngành với vô vàn khó khăn, thử thách. Cụ thể là những bài huấn luyện như thế nào vậy chị Lan Anh? Và đây mới chỉ là một nội dung luyện tập thôi quý vị ạ à, Còn rất là nhiều những nội dung thú vị khác nữa trong quá trình luyện tập của các nữ cảnh sát đặc nhiệm Chúng tôi sẽ tiếp tục kể đến quý vị trong phần sau của Việt Nam Thức giấc Cảm ơn chị Lan Anh 80% thời gian là huấn luyện ngoài thao trường ở trong mọi điều kiện ở thời tiết Các nữ cảnh sát với nghị lực phi thường đã cống hiến tuổi thanh xuân Để theo đuổi đam mê nghề nghiệp mà không màng gian khó Và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại các nữ cảnh sát ở phần cuối của Việt Nam Thức giấc. Alo, chào buổi sáng. Thời gian gần đây vẫn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng bị lừa đảo dưới nhiều hình thức. Việc giả danh công an để lừa đảo thì cũng không phải là mới và đã được chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy. Phóng sự ngay sau đây về một số vụ án liên quan đến việc giả danh công an để lừa đảo. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả tăng cường cảnh giác. Trở lại với công việc tập luyện ngày mới cùng các nữ cảnh sát đặc nhiệm Cảnh sát đặc nhiệm là một lực lượng chủ lực của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Họ thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, có độ khó cao, những chuyên án nghiêm trọng, nguy hiểm. Cụ thể là những nhiệm vụ như thế nào vậy chị Lan Anh? Dạ vâng, một trong số những nhiệm vụ quan trọng nhất cần của... vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập. Trên thao trường có đổ mồ hôi, thì khi đi thực hiện nhiệm vụ mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ được sao. Nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì xin kính chúc các nữ cảnh sát, những người phụ nữ đang nằm trong lực lượng vũ trang trên cả nước sức khỏe và luôn nhiệt huyết đam mê với công việc của mình để góp phần bảo vệ bình an cho Tổ quốc.